Mỗi tuần là một sự mong chờ. Quý vị đang mong chờ điều gì? Tùng mong chờ được gặp gỡ quý vị để mang đến những niềm vui. Hãy cùng đến với Studio H9 hàng cuối tuần. Làm MC cái điều quan trọng là không để người ta quên mình á. Em phải giả vờ em nói một cái điều gì đó nó không có liên quan. Thật ra trong nghề của chúng ta nhìn vậy thôi chứ đánh tráo khái niệm khá nhiều. Có thể là hồi xưa các anh chị MC cũ là người nào cũng có thể làm được cái này cái nọ, nhưng mà cái màu nó giống nhau. Gần đây thì tôi thấy rằng là nghề MC đang được pha loãng ra ở trong thị trường giải trí. Thật sự cô đơn bởi vì chỉ có một mình đối diện với tất cả những cái rắc rối và những cái vấn đề đã xảy ra ngay trên sân khấu. Họ không cần phải là một người làm MC có kinh nghiệm mà MC lâu năm. Chỉ cần là một người nổi tiếng bất kể cũng có thể được vào cái vị trí đó. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay tôi đã quyết định mời đến đây những nhân vật chưa bao giờ được mời đến. Những nhân vật luôn luôn xuất hiện trong bất cứ một chương trình nào, bất cứ một hoạt động nghệ thuật nào, nhưng luôn luôn là người làm phông nền cho người khác. Và hôm nay xin được phép tôn vinh họ. Xin mời quý vị cùng đến với đại diện của thế hệ MC trẻ đến từ Án Vàng và HTV. Hãy cùng chào đón Kiều Ngân và Dustin Nguyễn. Xin chào anh Tùng. Chào anh Tùng, chào quý vị khán giả. Xin chào mọi người, chào Kiều Ngân. Rất là vui được gặp các em ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần đầu tiên của chương trình, đó chính là câu hỏi nhanh. Câu hỏi nhanh hôm nay hơi đặc biệt thưa quý vị, là bởi vì chỉ có một nhóm câu hỏi nhanh nhưng mà cả hai cùng trả lời. Cho nên bây giờ tôi sẽ quy định trước là khi tôi đọc câu hỏi ra, Dustin trả lời trước, Kiều Ngân trả lời sau. Rồi sẵn sàng chưa? Dạ sẵn sàng. Sẵn sàng ha. Câu hỏi nhanh dành cho MC Án Vàng như sau. Câu số 1, kết quả của bạn tại Án Vàng. Top 3 bảng tiềm năng. Dạ quán quân. Wow. Câu số 2, lý do lớn nhất khiến hai bạn muốn trở thành MC. Là vì mình sợ đứng trước đám đông. Em muốn nói cho nhiều người nghe. Câu số 3, nếu bây giờ không làm MC, hai bạn đang hoạt động trên lĩnh vực nào? Nhà khách sạn. Em làm về công ty thời trang. Câu số 4, yếu tố quan trọng nhất của một MC theo bạn để thành công là gì? Yếu tố quan trọng nhất phải có một talk show riêng. Em là phải có thái độ chuẩn mực. Và câu cuối cùng, một dự án trong tương lai của các bạn. Trong tương lai, Dustin sẽ làm một cái chương trình trên YouTube mà về dating, về hẹn hò. Em cũng làm một chương trình vừa trên kênh YouTube vừa livestream nói về làm đẹp làm sao. Oh, rất là hấp dẫn. Và như vậy các bạn đã vượt qua được 5 câu hỏi nhanh của chương trình rất là nhanh. Và tôi lại muốn hỏi ngược lại, cái dating show đó, cái show hẹn hò đó. Được anh. Anh ế em ơi. Không có bỏ qua bất cứ một cái vấn đề ngoại hình nào hết đúng không? Đúng. Mập tham gia vẫn được đúng không? Đúng rồi, mọi giới tính, mọi màu da, mọi ngôn ngữ. Hồi nãy Dustin có rất là giống tôi ở một chỗ khi bạn nói về lý do vào nghề, lý do chọn nghề là bởi vì bạn không tự tin trước đám đông. Dạ đúng. Bạn muốn tự tin hơn. Em muốn sửa cái nỗi sợ đó của mình đó. Thì giờ chỉ có cách là lấy độc chị độc thôi. Từ và bây giờ làm sao đã? Thì bây giờ là em là con quỷ luôn. Cả mọi người ở đây, ai nếu mà đã làm công việc MC rồi thì mình đâu có thể nào trở lại như người bình thường nữa đâu anh. Rất là hoạt luôn. Anh bất thường hả? Có nghĩa là bị lanh rồi bị theo kiểu. Có nghĩa là luôn luôn phải làm khuấy động không khí hơn. Chúng ta sẽ nói về yếu tố quan trọng nhất của nghề MC lúc này các bạn nói. Ngân có thể chia sẻ tại sao bạn lại đưa ra nhận định đó không? Em quan niệm là muốn làm một MC thành công thì thái độ có phần quan trọng hơn trình độ. Tại vì trình độ mình có thể cập nhật, mình có thể học hỏi thêm mỗi ngày. Nhưng một thái độ chuẩn mực sẽ giúp cho bạn thành công hơn trong con đường sự nghiệp và kể cả với những mối quan hệ khác trong cuộc sống. Em rất tôn trọng một người luôn hòa nhã, lễ phép với những người khác. Thậm chí là trong cuộc sống mình có thể gặp những người, cái công việc của họ, cái tính chất của họ không thể có cái vị trí như mình hay như khách mời của mình, nhưng mà về cái độ tuổi mình vẫn phải cúi đầu. Đó là một hành động vô cùng đẹp mà em rất thích ở các bạn MC có thái độ lễ phép. Và điều đó thì tôi có nhìn thấy ở Kiều Ngân. Ngân là một trong những người có một cái thái độ rất là chừng mực. Và với tư cách là người đã chấm giải bạn, là thầy của bạn, là đồng nghiệp đi trước, tôi rất là vui khi nhìn thấy điều đó. Bởi vì tôi thấy là bạn đã chính là một trong những người MC trẻ góp vào một hình ảnh rất là đẹp cho nghề của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ
tạm gác lại phần đầu của chương trình để cùng đến với từ khóa đầu tiên, từ khóa khách mời của Studio H9 hẹn cuối tuần. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với từ khóa dành cho các bạn. Từ khóa này sẽ là từ khóa mà chương trình đúc kết từ cách nhìn về các bạn. Xin mời. Thế hệ MC trẻ. Chúng ta đã bắt đầu câu chuyện này từ phần mở màn rồi đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về câu chuyện về MC trẻ. Tại sao phải nói về MC trẻ? Đương nhiên đầu tiên nói đến chữ trẻ là để phân biệt với lại thế hệ đi trước. Tại sao cần phải phân biệt với thế hệ đi trước? Bởi vì đi sau thì chắc chắn sẽ có những cái hay hơn, mới hơn. Mình bỏ qua những yếu tố là đi sau thì biết sau. Mà chúng ta nói về những cái mới của nghề. Vậy thì theo các bạn, MC trẻ khác với MC thế hệ trước ở chỗ nào nhiều nhất? Thứ nhất, điều em nghĩ đến là MC trẻ có rất là nhiều kênh phát sóng và tự build up hình ảnh của mình lên. Ví dụ như là YouTube nè, Facebook nè, Instagram và thậm chí là channel riêng của các bạn. Các bạn có kênh riêng của các bạn và có rất là nhiều kênh truyền hình sẵn sàng hỗ trợ cho các chương trình của các bạn. Đó là một điều mà các thế hệ MC trước chưa có được. Dustin còn nghĩ là thêm là mỗi một MC đều có phải xây dựng một cái hình ảnh cá tính, một cái brand, thương hiệu riêng. Ví dụ có những người sẽ xây dựng theo kiểu thời sự, có những người xây dựng theo kiểu giải trí hoàn toàn, có những người là hài chẳng hạn. Đó chính là nhu cầu. Đúng rồi. Chứ không phải là ai cũng như ai. Có thể là hồi xưa các anh chị MC cũ là người nào cũng có thể làm được cái này cái nọ, nhưng mà cái màu nó giống nhau. Còn bây giờ là mỗi khi mình nhắc đến một cái MC trẻ, bạn sẽ biết rõ là cái người đó phù hợp với chương trình gì luôn. Một trong những điều mà tôi muốn bàn luận với các bạn ngày hôm nay đó chính là định nghĩa đúng về nghề của chúng ta. Bởi vì thật ra trong nghề của chúng ta nhìn vậy thôi chứ đánh tráo khái niệm khá nhiều. Diễn viên cũng được gọi là MC. Biên tập viên cũng là MC. Có những điểm khác biệt chúng ta cần phải ngồi trò chuyện lại với nhau ngày hôm nay. Ví dụ Dustin trong những ngày đầu tiên được gọi là VJ. Đúng không? Và tôi nghĩ đó là cái mức độ đầu tiên của một người bước vào cái công việc này. Sau VJ mình mới lên tới MC. Mà cái từ MC là mình cũng dịch từ Master of Ceremony. Thật ra cái từ này nó cũng chưa hoàn toàn chính xác, nhưng dù sao nó cũng là một cái cấp bậc thứ hai để mình bước lên nghề nghiệp của mình. Và tất cả những cấp bậc đó trong nghề nó đều phải đi qua 5 tháng. Gần đây thì tôi thấy rằng là nghề MC đang được pha loãng ra ở trong thị trường giải trí. Các bạn có thấy như vậy không? Đúng không? Có à. Em nghĩ là do quá nhiều nhu cầu, quá nhiều chương trình và cái tính đặc thù của chương trình khác nhau nên dẫn đến cái vị trí host của chương trình cầm micro để nói nó cũng mang đến nhiều cái tính chất nó khác nhau. Dustin có nghĩ là bởi vì chúng ta là những người không nổi tiếng bằng những nghệ sĩ ở lĩnh vực khác cho nên các chương trình cần những nghệ sĩ ở lĩnh vực khác làm MC hay không? Đúng anh. Có phần. Cái đó là đúng. Họ chọn vì sự nổi tiếng của cái người đó. Họ không cần phải là một người làm MC có kinh nghiệm, là MC lâu năm. Chỉ cần là một người nổi tiếng bất kể cũng có thể được vào cái vị trí đó, thì em thấy đó là cái điều cũng không sai. Tại vì nhu cầu của những người khán giả xem chương trình đó là họ được xem những người lên đó vừa nổi tiếng nè, vừa có độ giải trí cao, thì nó phù hợp thôi. Đối với những người MC đã có cái vị trí thì chắc chắn là họ sẽ không lo lắng. Nhưng mà các bạn thì các bạn sẽ ứng phó như thế nào với một cái đời sống nghệ thuật giải trí khi mà người ta cần cái người nổi tiếng nhiều hơn là một MC thực thụ? Các bạn có định đi hát hay là làm diễn viên để có nhiều khán giả hơn không? Có một cái điều này anh nói là để làm MC cái điều quan trọng là không để người ta quên mình đó. Thì em muốn thêm vào là làm MC điều quan trọng là biết từ chối nữa. Không phải mọi thứ đều hợp với mình. Và không phải mọi thứ người ta mời mình là mình đều phải say yes. Mà mình phải biết lựa chọn cái nào hợp và cái nào không. Bởi vì nếu như mình làm 10 chương trình mà nó hợp với mình, chỉ cần thêm một chương trình mà nó sai bét là tự nhiên mình thành một cái thành thần tượng khác luôn. Điều này cũng xảy ra ở ca sĩ anh. Đúng. Hát cả một cái đời, một sự nghiệp toàn là nhạc ballad hay, nhưng mà đến một cái bài mà tự nhiên báo chí họ quay lưng lại, mất thần tượng. Thì em nghĩ MC hay nghệ sĩ nào cũng vậy thôi. Phải có sự chọn lọc. Cho nên những người mà nổi tiếng thích từ những lĩnh vực khác rồi còn làm MC nữa thì em nghĩ là họ hơi tham quá. Em thì
có thể là một MC không cần phải đi hát, không cần phải đi đóng phim để đánh bóng tên tuổi của mình. Nhưng mà theo em thì một bạn MC nên có đầy đủ kiến thức về các lĩnh vực xung quanh mình. Tệ lắm là phải biết tên nghệ sĩ đã. Nếu như bạn không biết tên nghệ sĩ, không biết những cái công trình mà bạn đã đóng góp, không biết những cái tác phẩm hay, những bài hát hay của khách mời của mình, thì làm sao nói chuyện được với người ta? Em nghĩ là nghĩ như vậy. Hồi nãy chúng ta nói là nghề MC phải có một cái màu sắc riêng. Giới trẻ lại càng thích khẳng định điều đó. Nhưng mà chính vì mình trẻ cho nên đôi khi mình sẽ loay hoay. Và việc loay hoay đó cũng đã khiến rất nhiều MC phải trở thành một người khác. Theo các bạn thì tạo ra cá tính của mình trong việc dẫn chương trình có dễ hay không? Không dễ à? Chắc chắn là để tạo được một tiếng nói của mình không hề dễ chút nào. Ví dụ như Dustin, em sẽ mất từ 2012 em bắt đầu làm VJ tới bây giờ là 6 năm để định hình cá tính. Và may mắn là làm trong MTV, cái môi trường đó nó đã là một cái môi trường khá là khác biệt luôn rồi. Cho nên là bước ra mình cảm thấy là mình như được tiếp sức, mà mình được tô màu đậm hơn. Chứ mình không bắt đầu ở một cái công việc là MC như mọi người khác. Nhưng mà mình phải có, mình biết được là mình thích cái gì, đi chọn một hướng đi thôi, em nghĩ là vậy. Vậy thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với khán giả về những tai nạn mà các bạn đã có trong năm 2018. Từ cho em nhớ lại tí. Tai nạn của em liên quan tới kịch bản. Kịch bản bay tùm lum, xếp tùm lum, em vô em đã xếp lại rồi. Xong khi em bước ra mượn sữa, sữa tên tùm lum em ra em lật, chết rồi, cái tờ đó đâu? Mà cái tờ tên đại biểu nữa thì làm sao mà mình bịa được anh? Em phải giả vờ em nói một cái điều gì đó, nó không có liên quan gì, rồi em xoay vòng em sắp lại, thì cái chuyện đó nó cũng hơi là nguy hiểm. Mà cũng may là chương trình nó không có trực tiếp nên em có thể xử lý được bằng cách trì hoãn thời gian. Dạ, em có cái nhục nhã nhất là lên sân khấu mà bị lọt sân khấu. Trời ơi, mình làm MC, mình đạo mạo, mình lên những chương trình mà mình lọt cái kỳ lắm luôn. Cái này là lúc đứng dậy phải rất thần thái nè. Vấn đề là cái chương trình đó ở ngoài phố Bùi Viện, họ làm một cái sân khấu ráp từ một cái xe tải với lại một cái sân khấu. Anh nhớ cái chương trình đó là ở giữa nó có một cái khe hở, ca sĩ đứng trong xe tải, xong rồi ở đằng trước sân khấu thì khói bay mù mịt như vậy, là sương cho nó mờ ảo á, dẫn xong cái đi lui kiểu té một cái rầm, mà sao lúc đó như Isaac đang đi ra hay là Min đó, trời ơi, người ta phải dừng lại bài hát của người ta để mà người ta kiểu what cái gì vậy, kẹt nguyên một cái chân vô cái sân khấu luôn, đứng ở đó cũng 5 phút. Nhục không anh? Đau mình. Em á là em nhục. Bị kẹt chân, còn em biết anh bị gì không? Anh bị sao? Anh vừa dẫn vừa đi theo đúng ý đạo diễn, vừa dẫn vừa đi mà tối thui à. Chỉ một cái đèn follow mà nó sáng chóa như vậy đó. Ai mà làm việc thì mới biết là đèn follow sáng cỡ nào. Ở dưới thì khói bay mồng mềm, rất là không thấy một cái gì hết. Đúng. Và vừa đi vừa dẫn. Mà anh á là anh đã rất là kỹ, Tùng đã đi rất là chậm và Tùng đo được cái khoảng cách của sân khấu rồi. Mặc dù đang nói lãng mạn xong đó là ánh sáng có thể mở đèn cho Tùng được nhìn khán giả rõ hơn để tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay không ạ? À? Nghe có vẻ rất lãng mạn đúng không? Đèn vừa mở một cái là Tùng nằm dưới luôn à. Rồi em nhớ cái chuyện đó, anh có kể trên Facebook rồi. Cho nên là nghề này thì có rất là nhiều cái mà gọi là tai nạn, nhưng mà nghe kể lại thì vui lắm quý vị. Tại sao ngày hôm nay Tùng lại quyết định kể những câu chuyện này cùng với Kiều Ngân và Dustin cho quý vị nghe? Là bởi vì chỉ một ít thôi, chúng tôi rất là mong quý vị có thể thông cảm hơn cho các người dẫn chương trình nếu họ gặp bất cứ một cái chệch choạc nào trong công việc của mình. Bởi vì hơn ai hết, chúng tôi rất là hiểu, mình luôn luôn tâm niệm là hãy mang điều tốt nhất của cá nhân mình và tập thể của mình đến cho khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình, đó chính là phần trò chơi. Bao giờ cũng sẽ có một cái phần trò chơi thư giãn ở giữa. Nhưng mà ngày hôm nay á, là vì là người tham gia lại là những MC nữa, cho nên Tùng có nói với ban tổ chức á, là Tùng quyết định là phần này sẽ đổi lại. Thay vì là Tùng sẽ đưa ra thử thách cho khách mời của mình, thì hôm nay khách mời sẽ đưa ra thử thách cho Tùng. Em hãy phổ biến một cái trò chơi mà em là bất ngờ anh Tùng nè. Mình nói là mình thử thách khách mời, nhưng mà nó cũng phải liên quan một chút đến tính cách và con người của khách mời. Nếu mà hôm nay xem anh Tùng là người mình thử thách đi,
Thì nhiều quý vị cũng đã biết anh Tùng là bậc thầy trong việc xoay chuyển tình thế, không có cái chủ đề nào mà làm khó ảnh được hết á. Rồi có không? Ngân đã chứng kiến rất là nhiều lần một câu chuyện không liên quan, anh ấy nhận xét một câu cũng có vẻ không bao giờ liên quan, nhưng mà hãy nghe tới hết câu. Điều đó thật là thú vị. Và hôm nay Ngân đã chuẩn bị chắc là 8 lá thăm. Thì trong lá thăm, mỗi một lá thăm sẽ là một món đồ vật hoặc là chủ đề gì đó. Ghê quá. Cái này với cái kia nó sẽ không được liên quan lắm. Thì mỗi lần mà anh Tùng bốc thăm sẽ bốc thăm hai cái, mình đặt một câu hoặc là dẫn một đoạn liên quan đến hai cái chủ đề này. Mà phải có nha, anh có đầy đủ hai cái mới được nha. Là một cái dẫn chương trình mà có cả hai thứ trong đó. Cái phải không? Dạ, hai cái. Hai cái để mình kết nối hai cái không liên quan. Ok. Anh Đức Tiên chơi không? Chơi luôn đi, mình di cử. Ok. Em là em đã điền và em cà phê sữa. Dạ. Món anh thích mỗi ngày. Ồ, cảm ơn em vẫn nhớ. Giày cao gót. Món em thích mỗi ngày. Cà phê sữa với giày cao gót liên quan gì nhau? Thì vậy nó mới hay. Giờ anh phải nói một cái gì đó nó liên quan. Dạ. Đúng không? Thật ra là cảm ơn Kiều Ngân đã gợi ý cho anh. Bởi vì điều mà Tùng định nói đó chính là nếu cho Tùng được một cái điều ước trong năm 2019, đó chính là Tùng sẽ ước có một cái chương trình giống như ngày hôm nay, mà khi đó Tùng, Dustin hay Kiều Ngân sẽ không phải là người dẫn chương trình và khách mời với nhau nữa, mà sẽ là một nhóm những người dẫn chương trình để cùng trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống. Ví dụ đó là một vấn đề vừa xảy ra trong showbiz, một vấn đề vừa xảy ra trên mạng xã hội, hoặc là một vấn đề bức xúc từ chính cuộc sống của mỗi người, chúng ta mang đến để cùng trò chuyện với nhau. Chắc chắn mọi người sẽ nói rằng nếu như vậy thì quá đông người dẫn chương trình. Chả sao cả, bởi vì với một chiếc áo da như Dustin đã hiện, anh ấy có luôn luôn có những chính kiến và những suy nghĩ rất là thời thượng. Một ly cà phê sữa đá như Tùng là một người luôn luôn chiêm nghiệm về cuộc sống. Và một đôi giày cao gót thể hiện một cái sự yêu kiều đặc biệt và rất là kiêu sa của Kiều Ngân. Thì câu chuyện chắc chắn sẽ có rất nhiều màu sắc. Màu sắc đó nằm ở câu chuyện của K3 chúng tôi. Hãy chờ đón chương trình đó quý vị nhé. Cái gì? Anh Tùng dùng tới 3 món luôn đó. Khuyến mãi đổi cho anh Dustin thêm một chiếc áo da. Trời đất ơi, có những cái chủ đề gì mà nó không có liên quan gì nữa nhau. Rồi. Vậy thôi bây giờ thử thách hết đi. Nói em sắp tới ngừng. Em viết mà. Nhưng mà em bây giờ bất thân em đâu có biết nào. Đúng rồi. Sao vậy? Rồi tới Dustin. Dustin được bóc là tai nghe với lại bàn chải đánh răng không có liên quan cái gì hết trơn. Thấy không? Ở dưới một còn khó hơn tôi nữa. À, không lẽ giờ quảng cáo? Không sao em. Em muốn làm gì làm, đừng có nêu cái tên. Em để tên Dustin được rồi. Nhãn hiệu Dustin. Mọi thứ mà chúng ta tiếp thu sau khi mà một ngày đi làm về mệt mỏi, ta bật tivi lên, cả nhà cùng xem những cái chương trình giải trí, những chương trình mà chúng ta thì cười rồi xong đi ngủ. Thì em cũng nghĩ nó, em tưởng tượng nó giống như Dustin, tưởng tượng nó giống như là cái việc mà tất cả mọi thứ nó diễn ra trong cái đầu của chúng ta. Khi mà chúng ta đeo cái tai nghe, chúng ta nghe được những âm thanh mà chúng ta không quyết định được, nó tất cả nó đi vào bên trong mình một cách vô thức. Thì chúng ta cũng cần có những chương trình giống như là Studio H9 để lắng động lại, để chọn lọc lại thông tin, để gột rửa đi bớt những cái không cần thiết, những cái vui không cần thiết. Thì đó là lý do mà Dustin thấy nó giống như việc chúng ta nghe những bài hát, âm thông tin đi vào, và khi chúng ta đánh răng, dùng bằng chảnh răng, chúng ta đánh gột rửa đi những cái không cần thiết, những cái mảng bám. Nhìn như mặt Dustin thấy nguyên một cái chữ trời khó quá luôn. Thôi anh đã xuất sắc. Đổ mồ hôi luôn. Đổ mồ hôi luôn, đâu có đơn giản đâu anh thấy không? Tới em nè. Tự mình hại mình luôn là có thật đó. Em đọc lên nè, cục của em là gì? Micro và kinh khí cầu. Làm được là lấy lại giải quán quân nha. Lấy lại giải quán quân. Khi em nhận được hai cái hình ảnh là micro và kinh khí cầu thì điều đầu tiên không chỉ em mà tất cả mọi người đều nghĩ đó là không có gì liên quan hết. Nhưng em lại nhìn ra có tới hai điểm liên quan. Điểm liên quan thứ nhất đó là sự cô đơn. Sự cô đơn của một mình trên khinh khí cầu, và ở trên đó chắc chắn là sẽ không ai hỗ trợ mình trong bất cứ một cái phương diện nào cả. Và của một người host khi mà cầm MC bước lên sân khấu, thật sự cô đơn bởi vì chỉ có một mình đối diện với tất cả những cái rắc rối và những cái vấn đề sẽ xảy ra ngay trên sân khấu. Nhưng cũng may là nó có điều thứ hai, đó là sự thăng hoa.
Chúng ta có thể mượn kinh khí cầu để chở những ước mơ bay cao hơn, bay xa hơn. Và chúng ta cũng có thể giữ vững cái vị thái của người cầm MC host trên sân khấu để dẫn dắt mọi người và làm được một điều rất đẹp. Đó là một ý nghĩa chung của hai bạn này. Yeah. Hay quá. Trời ơi, cái này là có chuẩn bị. Đúng là nữa. Người ra đề có khác. Em chưa có bị tước. Em phù hợp, anh đã nhìn thấy được một cái tiềm năng này em là. Nói chung là bản lĩnh ngôn ngữ tốt. Dạ đúng rồi. Quý vị thân mến, lần đầu tiên Tùng bị thử thách trong chính chương trình của mình. Nhưng mà đây cũng là một trò chơi rất là vui. Hy vọng là sẽ làm cho quý vị cảm thấy thú vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúng ta tiếp tục đến với từ khóa tiếp theo của chương trình. Nếu như những số trước đây thì Tùng sẽ đưa ra một từ khóa liên quan đến những vấn đề xã hội hoặc là những cái vấn đề chung để cho những người nghệ sĩ của chúng ta được quyền lên tiếng. Thì ngày hôm nay sẽ là một bản tổng kết. Xin quý vị cùng nhìn lên để biết được từ khóa chúng tôi dành cho Dustin và Ngân. Năm 2018, một từ khóa khá là rộng, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ đưa ra một góc nhìn nhỏ thôi. Đó là góc nhìn của những người làm văn hóa nghệ thuật, nhìn về một năm 2018 đã qua với những thành công nổi bật, để từ đó chúng ta có thể tiếp tục đi trên con đường thành công đó. Với Dustin, một talk show riêng ở trên online chắc chắn sẽ giúp bạn có cái cách nhìn về những người nghệ sĩ đã từng đến với bạn, đã từng trò chuyện với bạn, và từ đó bạn cũng sẽ có được những cái ấn tượng mạnh mẽ với từng người một. Với Kiều Ngân, một năm sau khi đăng quang, em cũng đã dấn thân sâu hơn vào showbiz và tạo nên vị trí cho mình. Trong cái bức tranh đó, chắc chắn em cũng vẽ thêm những người bạn đồng nghiệp, những nghệ sĩ khác. Vậy chúng ta hãy cùng trò chuyện để bản thân quý vị khán giả của HTV cũng sẽ có một cái bản tổng sắp cho mình năm 2018 với đời sống giải trí mà quý vị đi qua, quý vị nhé. À, phải đóng mở ngoặc với quý vị khán giả của Studio H9 là đây chỉ là những đề cử của anh em chúng tôi thôi, không phải là một cái quyết định cuối cùng. Và bởi vì Tùng nghĩ là bất cứ ai cũng có quyền đưa ra những cái suy nghĩ của mình về một năm trôi qua, và những người nghệ sĩ sẽ được chấp thêm cánh để bay cao hơn khi mà được ghi nhận công sức của mình bỏ ra lao động trong một năm. Hạng mục đầu tiên mà Tùng muốn nhắc đến đó chính là ca sĩ của năm. Theo hai bạn thì đó là ai? Theo Kiều Ngân thấy thì đặc biệt ấn tượng với Kiều Ngân đó có lẽ là cô ca sĩ Bích Phương. Yeah. Bích Phương với MV rất là ma mị, mà không biết là cái sự ma mị thu hút nó đến từ đâu mà mọi người cứ phải xem cái MV đó và thuộc nằm lòng. Em rất là thích cái chất dân ca mà Bích Phương đã đem lại cho cái đường đua V-pop lần này của mình, và thật sự đó là một MV thành công để giúp cho Bích Phương ghi dấu ấn khá là đậm nét trong em và trong khán giả. Ngân muốn nói tới Bùa Yêu đúng không ạ? Dạ. Cảm ơn Ngân. Ý kiến của Dustin? Dustin thì lại suy nghĩ là có một cái tên mà Dustin cảm thấy thành công, rất là thành công. Phát chỉ mới tham gia điện ảnh có một phim và qua một vai diễn thì chắc cũng chưa đủ sức để mà đại diện cho nhóm nghệ sĩ Việt Nam ở trong. Nếu vậy thì phải kể tới cái tên đóng cặp với Liên Bỉnh Phát và tạo được một dư luận rất lớn, đó là Isaac. Isaac không phải là một diễn viên chuyên nghiệp, nhưng những cái vai diễn mà Isaac để lại trong năm nay thật sự là làm cho fan nức lòng, đặc biệt là cái vai diễn trong phim Sông Đàn, một cái hình ảnh quá mới. Đúng rồi. Và lại thêm một cái điều thú vị nữa, đó chính là trong cùng một thời gian chưa đầy một tháng thì Isaac đã xuất hiện phủ kín tất cả các rạp trên cả nước với hai hình ảnh liên tục
một hình ảnh của một anh chàng nghệ sĩ cải lương và một anh chàng nhạc sĩ ở thời đại mới. Hai anh chàng này hoàn toàn khác nhau về màu sắc. Điều đó càng minh chứng là Isaac rất là có khả năng diễn xuất. Dustin, con nghĩ đến ai nữa không? Em có mới nghĩ ra một nhân vật là anh Thái Hòa. Tại vì đã lâu rồi mọi người thấy anh Thái Hòa vẫn được gọi là một cái tên phòng bảo chứng phòng vé. Nhưng mà lần này anh ấy xuất hiện với một cái cách hoàn toàn khác. Cái cách mà anh Thái Hòa đã thay đổi, chuyển mình, không làm lố, không giả gái, không còn như ngày xưa nữa, nó làm cho người ta nhìn lại ồ, đây mới đúng là một diễn viên. Đúng rồi. Mình có thể vài những cái vai bình thường mà mình vẫn tỏa sáng. Và tôi cũng xin được phép bổ sung thêm một nhân vật nữa cũng rất là ấn tượng của năm 2018, đó chính là nữ diễn viên trẻ Phương Anh Đào. Nhân vật này tuy không phải là một nhân vật quá nổi bật, nhưng mà sẽ không phải là ngẫu nhiên khi cô được lựa chọn cho rất nhiều bộ phim trong năm. Ví dụ như Chàng Vợ Của Em là ở vai chính nè, rồi Em Gái Mưa cũng có mặt nè, rồi còn nhiều nữa. Phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè. Đúng rồi, Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè cũng là một vai diễn đầy nước mắt. Cho nên nếu mà nói là Isaac là người đã phủ sóng trong một tháng, thì Phương Anh Đào còn nhiều hơn một tháng. Rất là nhiều vai diễn, và tôi cũng rất là hy vọng là tìm thấy được một Phương Anh Đào đặc biệt hơn trong năm 2019. Chúng ta cùng đến với phần tiếp theo nha. Đó chính là cái này dành riêng cho Kiều Ngân thôi. Theo bạn, ai là nhà thiết kế ấn tượng nhất trong năm? Em đề cử anh Công Trí. Với liên tục các bộ sưu tập ra mắt trong năm, và bộ sưu tập nào cũng để lại tiếng vang rất lớn. Đơn cử là tại Fashion Week anh ấy diễn bộ áo dài nức lòng người hâm mộ, có tên là Cô Yêu Dấu. Sở dĩ mà em rất thích bộ sưu tập đó là bởi vì không phải là em có diễn một bộ trong đó. Đâu vậy luôn hả? Có diễn, dạ, có diễn. Em để hiểu, em hiểu từ cái công đoạn anh ấy chuẩn bị cho bộ sưu tập đó như thế nào. Và kể cả là may sẵn một loạt áo dài chỉ để dành cho celeb đến dự ngày hôm đó. Đủ để thấy được cái tâm huyết của anh đối với bộ sưu tập của mình nó như thế nào. Chúng ta đi tiếp nha. Bây giờ sẽ là lĩnh vực của chúng ta đây. MC trẻ thành công. Ở đây là có hai MC trẻ thành công, cho nên không nói. Em sẽ đề cử một cô gái. Đó là Én Vàng Lưu Hà Trinh. Bởi vì năm vừa rồi chị ấy ra một quyển sách rất là dễ thương có tên là Cúc Họa Mi. Và một loạt những audiobook kênh riêng của chị ấy, và những cái án thơ và những câu chuyện bạn chị ấy đưa lên á, lúc nào cũng được khán giả đồng cảm rất nhiều, và giống như là chị luôn nghĩ về một cuộc sống một cách rất tích cực. Và chính cái điều tích cực đó lan tỏa không chỉ tới em mà tới tất cả các bạn thế hệ trẻ. Rồi. Em đề cử Lưu Hà Trinh. Lưu Hà Trinh. Dustin thì đề cử ai? Nếu vậy thì em nghĩ là em sẽ chọn một người MC trẻ có thể là cùng lứa với em đi, Quang Bảo. Bởi vì Quang Bảo xuất thân từ một vận động viên bơi lội và thành danh ở cái lĩnh vực MC là một cái điều cực kỳ. Năm vừa rồi Bảo còn đóng góp cho khán giả một chương trình rất là hay và ý nghĩa, mang từ đúng cái chuyên môn của bạn ấy luôn, đó là bơi. Bơi vì cộng đồng đúng không? Bạn ấy dạ đúng rồi. Để xóa mù bơi cho trẻ em ở Việt Nam bằng cách là nếu như ai mà chưa biết bơi thì đến thì sẽ có một cái lực lượng là các vận động viên dữ dội nhất của Việt Nam đứng ra để chỉ bơi, nhưng mà phải trả tiền. Thì cái số tiền đó dùng để giúp các em chưa biết bơi có cơ hội được đi bơi. Yeah. Bây giờ quay trở lại nè, nhạc sĩ trẻ của năm. Ai? Nhạc sĩ năm nay nhiều lắm nha. Em thấy là Bùi Công Nam rất là có triển vọng anh ạ. Mà hình như cũng bắt đầu từ đó bắt đầu ra cái xu hướng mà viết tên bài hát bằng mấy cái chữ hashtag. Hashtag đúng không? Viết tắt đúng không? Là giống chương trình của mình nè đúng không? Cũng hashtag nè. Rồi tiếp tục, đó chính là đạo diễn phim truyền hình của năm. Thì tôi nghĩ rằng là tôi muốn nhắc đến Thạch Thảo của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Một trong những cái bộ phim xóa đi cái mặc cảm là phim truyền hình Việt Nam thì không được chú ý. Phim này được nhiều người thích lắm luôn. Dạ công nhận. Ai cũng nhắc tới, và thậm chí là từng hành động của nhân vật đều được các bạn mang lên Facebook để bàn luận. Có tính viral cao. Và hình như là cũng có mấy nhân vật trái khuấy lắm. Dạ. Cho nên là bàn luận có vẻ rất là bức xúc. Thì xin được phép chúc mừng Thạch Thảo với cái bộ phim của mình. Và bây giờ còn thêm một cái cặp nhân vật nữa ở một lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực siết. Không biết mọi người có để ý năm 2018 có một cái đoạn video clip mà chúng ta xem, cho dù cực kỳ ngắn nhưng mà vừa hồi hộp mà vừa bật nước mắt luôn không? Có anh. Có rất là xúc động, đó là ai ạ? Giang Quốc Cơ và Giang Quốc Nghiệp. Và thậm chí là trước khi lên biểu diễn chính thức thì họ gặp chấn thương nữa. Và tôi nghĩ rằng là lần đầu tiên tôi thấy được cái tình yêu đất nước của chúng ta nó được thể hiện qua cái việc chúng ta theo dõi một cái chương trình truyền hình của nước ngoài có cái sự tham gia của nhân vật Việt Nam, đúng không? Và một lần nữa xin được phép gửi lời gọi là chúc mừng trân trọng đến với Quốc Cơ Quốc Nghiệp
những người không chỉ mang đến vinh quang cho cá nhân mình mà còn là vinh quang cho nền xiếc Việt Nam, và đặc biệt là tình yêu dành cho Việt Nam được thăng hoa khi nhìn thấy hai bạn. Và quý vị thân mến, ở phần từ khóa dành cho khách mời lần này thì cho phép Tùng được tổng kết lại một năm 2018 đầy sắc màu của tất cả chúng tôi, những người làm nghệ thuật, giải trí và truyền hình. Ngày hôm nay là thế hệ trẻ của MC Việt Nam đang ngồi đây. Hy vọng là chỉ một vài năm tháng nữa thôi, họ ở một vị trí cao hơn cũng sẽ nói lại với đàn em là cố gắng làm hết sức, không chỉ vì danh tiếng của cá nhân mình mà còn vì nghề nghiệp mà chúng ta đã chọn, vì lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã cùng đến với Studio H9. Dạ, cảm ơn anh Tùng. Cheers. Uống thôi. Dạ, em cũng giùm cho. Và kính thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với Mật Mã Âm Nhạc. Lần này sẽ là phần biểu diễn của một ca sĩ đồng thời là một MC bước ra từ chương trình Én Vàng. Xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn của ca sĩ MC Minh Sù cùng với một bài hát trong một bộ phim hoạt hình vô cùng nổi tiếng. Ở một nơi xa lạ, là chút đổi thay, chỉ lặng im như thế, trong lòng đang rối bời, không một ai nói gì. Beauty and the sao mình không thể tổ chức ở Việt Nam một cái chương trình nó được đầu tư một cách quy mô, được đầu tư một cách nghiêm túc và hoành tráng cho học trò của chính mình. Trẻ con biểu diễn như người lớn, đi đánh hông rồi thậm chí là có những cái động tác khiêu gợi, điều đó làm cho chúng ta cảm thấy rất là chua xót. Các bé gái mặc đồ hở bụng, hở rúng hoặc là mặc quần quá ngắn. Khi mà lên báo chí á, người ta sẽ giật tít là hoa hậu, á hậu. Anh hỏi nói thiệt nha, phải nói thiệt lòng nha.